À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Miro V7. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn bài số 5, cấu trúc file và khái niệm file repo nha. Dữ liệu file trong DGN được tách thành nhiều lớp dữ liệu. Mẫu một lớp dữ liệu được gọi là một repo. Mẫu một file thì sao file á, sẽ có 63 repo. Các repo này được quản lý từ 1 đến 63 hoặc theo tên repo người sử dụng. Các repo dữ liệu có thể chứa hiển thị bật hoặc không bật trên màn hình. Tất cả các label chứa dữ liệu bật màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin nội dung bản vẽ. Ta có thể tắt bật các label từ label đang hoạt động. Label đang hoạt động gọi là ST là đối tượng được vẽ trên đó. Cách đặt tên label, thì ta vào menu setting chọn label, chọn tên menu rồi xong đó bấm add vào. Name á thì ta gọi là ranh giới, còn comment đặt tên theo tiếng Việt nha. Rồi ta vào thực hành cho các bạn nghe. Đây là một file Miro. Rồi ta bấm Ctrl E. Đây. Nó kéo lên thể hiện là 63 cái level. Một level kích hoạt là level thứ 13 và ta nhấp đầu vô thứ 12 nhấp đầu level. Và ta muốn đặt tên level thì ta vào setting. Đó, level name. Đây nè. Giả sử ta chọn đây là thêm vô nha, level số 10. Ta đặt tên là thửa. Thửa nha. Rồi, ở đây là gọi là số thửa. Rồi bấm OK. Nó hiện cái đó, bấm đo. Ctrl N lên nè, đó các bạn thấy không? Xem tên em. Đây, 10 logo. Xem tên nó số. Đây. Các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.